Xin kính chào quý vị, đây là chương trình đàm thoại y tế 5 phút được bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial Hospital um, và hôm nay được trình bày bởi bác sĩ Michael Dow của Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow uh, địa chỉ là 9191 Westminster trên đường Westminster quý vị nhớ nhàng, gần cái công viên tổ chức hội trợ Tết hàng năm và gần trường trung học Bosa Grande và kính thưa quý vị trước khi vào chương trình xin cho một uh, cái um, thông báo ngắn là tại trung tâm y tế đa khoa Mai Dow hiện tại bây giờ cho tới tháng 9 là có một cái chương trình học bổng mỗi năm chúng tôi có 5 cái giải học bổng mỗi giải là 1.000 đồng để cho các em mà vào đại học tháng 9 tháng 10 này là tức là những em nào phải vào đại học chứ không phải là uh, 2-3 năm nữa vào đại học thì không phải những em vào tháng 9 tháng 10 năm nay và mỗi giải 1.000 đô la để giúp cho các em mua sách mua vở thêm phụ thêm và những cái uh, uh, chi phí mà các em phải có khi mà bắt đầu uh, học đại học thì các em tới trung tâm y tế đa khoa Mai của Đàn là cha mẹ uh, của các uh, em cũng được đến mà là bệnh nhân của là, là không phải là bệnh nhân mà tất cả là uh, tức là dùng nha sĩ hay là dùng nhà thuốc tây hay là làm đẹp hay là À, khám bác sĩ chuyên môn hay khám bác sĩ Michael của đào hoặc là 20 bác sĩ khác bất cứ cái gì mà dùng any services trong cái khu mà uh, medical plaza của bác sĩ Michael của đào là các em có qualify để mà được uh, cái chương trình học bổng này uh, và kính thưa quý vị uh, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái một cái uh, problem mà rất nhiều người chúng ta gặp gỡ là tại vì uh, là bad, bad breath nghĩa là là miệng hôi nói nôm ra là hôi miệng thì kính quý vị, tôi rất là nhiều em học trung học nè, rồi đại học, người lớn cũng có nữa thì um, up to 70% quý vị biết là các teenager tức là những cái tuổi uh, trẻ trẻ là nói là mình bị hôi miệng. Và cái quan trọng quý vị biết là khi mà các uh, người mà trẻ tuổi gặp gỡ nhau đó như là bạn trai bạn gái gặp giữa nhau, chẳng hạn khi mà trẻ tuổi thì tất cả là 85% đồng ý là miệng hôi là turn off là các em khi mà gặp nhau các các bạn trẻ khi mà gặp nhau thì cái người mà đối tượng mình mà miệng hôi á là cái đó là một cái turn off rất lớn là 85% sẽ sẽ tránh xa cái người bị hôi miệng do đó um, tất cả những người mà mình nghĩ là mình bị hôi miệng thì quý vị biết á, là nhiều người á mình thử mình đa số là mình bị hôi miệng là quý vị biết là nhiều khi cái người chung quanh mình họ đâu có dám nói họ họ đâu có thể mà ra ồ miệng anh hôi quá thì vậy thì người ta kỳ quý vị biết người ta chửi sao thì đa, đa số những người rất thân với mình mới nói cho mình biết ồ là phải thân lắm ấy. như là cha mẹ anh chị em hoặc là vợ chồng thì mới nói ồ cái miệng của mình hôi quá chẳng hạn khi mà nói chuyện ra thì ở gần với nhau như vậy thì mình có thể thử được, th th mình có miệng hôi hay không? thì đa số cái vị biết đó là là uh, quý vị mà có miệng hôi thì hay làm gì, <laughs> thở trong cái tay của mình, rồi ngửi như vậy á, nghĩa là miệng hôi, cái không có đúng, cái là rất khó, nhiều khi nó không có đúng cái cái cái, cái, cái mùi của nó, thì cái vị làm như vậy, ok, nó hơi nó là hơi cá nhân, nhìn nghe nói thì thấy hơi dơ nhưng mà this is how uh, mình thử coi mình có miệng hôi hay không? thì quý vị dùng cái cái, cái cái đằng sau lưng của cái tay mình nè, mình liếm mình liếm vài cái trong đó để nó khô một thời gian khoảng chừng vài phút rồi mình ngửi cái đó thì nó biết miệng hôi hay không? Ok thì quý vị biết thì cái lý do nào thì làm cho miệng nó hôi? cái thưa quý vị là cái đa số là từ trong miệng mình nó ra, ok từ trong miệng là là miệng mình nó mình bị uh, 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 sâu răng nè, bị nhiễm trùng trong cái lợi của mình nè cái lưỡi của mình không đánh kỹ nè rồi bị abidan nè rồi cái gì là đa số thể từ trong miệng mình nó ra tại vì đa số nghĩa là khoảng chừng 80 85 phần trăm là từ trong cái miệng mình nó ra còn những cái phần khác 15 phần trăm khác hoặc 20 phần trăm khác á, thì có thể là mình bị bao tử nó ra hoặc là bị mũi nó xuống hoặc là những cái bệnh khác như là bệnh gan bệnh thận bệnh tiểu đường xâm tham nó cũng gây ra cái miệng hôi cái mùi trong khi mà mình nói chuyện hoặc mình thở thì uh, mình sẽ nói cái cách chữa của đại đa số cái những cái bệnh khác thì of course mình phải chữa cái gốc của nó chẳng hạn bệnh bao tử cuốn bao tử thì mình phải chữa cái bệnh bao tử cuốn bao tử bệnh tiểu đường thì phải chữa tiểu đường hoặc là um, you know, bệnh xoan mũi hoặc là bị chảy điếng mũi thì mình chữa những cái bệnh đó còn nói về cái miệng thì cái việc biết cái răng mình phải đi gặp nha sĩ phải coi cái răng nó clean hay không cái răng mình có bị sâu răng hay không rồi cái lợi mình nó có bị nhiễm trùng nó cái bị infection gì hay không rồi sau đó là mình phải coi cái lưỡi của mình quý vị biết á đại đa số quý vị biết là nha sĩ khuyên là quý vị phải uh, đánh răng ngày hai lần hoặc là rồi dùng cái thuốc xúc miệng quý vị biết không? những cái thuốc mà nó antibacterial là nó chống vi trùng á mình xúc miệng một ngày một lần hoặc hai lần để cho giết vi trùng bởi vì khi mà mình ăn xong á, những thức ăn nó còn lại, cái phần tử thức ăn nó nhỏ lắm, nó rã ra như là bụi vậy quý vị biết không? Mình nuốt xuống không hết được. Thành ra nó nằm dính 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 ở trong miệng, trong lưỡi. Quý vị thấy cái lưỡi của mình á, nó đâu có smooth đâu, nó gồ ghề nó lỗ lỗ thì những cái thức ăn nó vô trong cái lưỡi nó nằm dính trong đó những cái particle nó nhỏ xíu xíu thôi. Nó dính trong miệng, dính trong những khẽ răng của mình, dính trong khẽ lưỡi của mình, dính trong những cái abidan của mình. Đó, rồi mình đánh răng mình ăn xong mình không đánh răng thì liền được quý vị biết gì ăn làm sao đánh răng ngoài đường mình đi làm đâu có đánh răng liền thì um, khi mà những cái thức ăn phần tử thức ăn đó nó còn lép nó trong bi hai cái miệng mình á thì vi trùng trong miệng mình nó, là những vi trùng nó sống trong miệng mình nó, nó ăn cái thức ăn sót đó rồi nó làm bốc cái mùi ra thì of course mình phải giữ răng mình rất là clean rồi đánh răng súc miệng đều và nếu á mà quý vị mà đang giữa đi làm chẳng hạn mà không thể đánh răng này được thì quý vị nhai gâm chewing gum á mà cái loại mà quý vị biết không, mà loại không có đường á nha nó vẫn giúp cho quý vị actually, những có những cái số nghiên cứu của các nha sĩ á là mình nhai ra gâm á nó actually nó giúp cái răng của mình bởi vì khi mà mình nhai răng thì nước miếng nó ra trong miệng của mình nước miếng nó ra thì nó rửa Nên mình tiếp tiếp tục mình cứ nuốt xuống hòa thôi Quý vị biết khi mình nhai răng nhai gâm á thì mình cứ nuốt những miếng xuống hoài như vậy mình nuốt như vậy thì nó clean cái miệng mình nó clean cái răng của mình thì nó giúp cho cái bớt đi cái miệng hôi và chắc chắn là phải đi nha sĩ thường xuyên rồi gặp bác sĩ nếu mình có những cái condition mà cần phải chữa bởi bác sĩ à, cái thưa quý vị đó là cái chương trình đàm thoại y tế 5 phút được bảo trợ bởi bệnh viện Orange Coast Memorial Hospital và trình bày bởi bác sĩ Michael Dow à, tại 9191 đường Westminster gần trung học Bosa Grande à, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới